Nếu như nghe tiếng chuông mà rung lên, đội nào còn nói chuyện trừ 10 điểm. Rung lên cho tao đổi nào em. Ôi trời ơi. Với tất cả toàn trại thì ban tổ chức là mời cún chim trưởng bước lên trên trên này bước lên. Cái này 6 vàng. Cô gái. Trừ 10 điểm. Rồi, các đội sẽ nhập bảng tên của mình và từ giờ phút này đội phải bất kỳ những sinh hoạt nào đội cũng phải mang theo cái bảng tên này. Rồi quay mặt lại đi. Tự nhiên rồi lui xuống quay mặt lại, cứ đưa cái ấy vào trong ban tổ chức không? Để cái đó là có kiến hả? Nói lẹ đi. Ủa, đó thấy chưa, làm cái bố này làm gì? Cho người ta nói nha. Có kiến có vô mà, có kiến có chết mà. 1, 2, 3, yeah. Rồi không? Sơn ca. Làm lại nha, được chưa? 1, 2, 3. Sơn ca, xin mê ca. Rồi, à, cô gái làm lại. Gãy, không hình đã cháy, hát hay biết hay. Yeah. Rồi. Kẹo ăn cô. Ông làm gì á? Ông đi lên đi. Ủa? Em đâu rồi? Trời, thấp nhất này phải. Cái phải là thế nào? Cái này làm dấu. Đây. Gõ phù mỏ, xong chị lại gõ kiếm, gõ chiếc mỏ. Xong rồi 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Vừa nói vừa gõ luôn theo. Ai biết Hà Phượng cái gì anh? Làm lại cái đeo em mới em đeo. Cái... Một, hai, ba. Chưa. Chim cu gáy, thân hình bá cháy, hát hay biết mấy. Rồi, lượt thi đấu tiếp theo xin mời hai đội còn lại. Một, hai, ba.
đi ra khỏi ba nhà trở về vị trí xuất phát làm lại từ đầu. Mười giây trôi qua, mười lăm giây trôi qua. Bay lại. Chú ý. Mai. Anh.
đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ơi, hiệp mũi sâu hết, sâu hiệp gì? Sơn ca thắng. Đây, lần cuối cùng là chúng ta tranh thắng bại nha. Tay lên mình. Tay lên mình. Tập trung, tập trung. Chú ý, đâu, bên. Ơi, chúc mừng đội kiến, đội kiến đánh rồi. Xin lỗi Sa Cơ. Tên ca. Tên ca, tên ca. Đội mình đi đâu chơi chuỗi rồi trời ơi. Anh chị ơi, anh chị ơi, đừng có chuyện đi nè. Ok. Lên vô đi. Mọi người tập trung đừng có ra nha. Tay lên bên. Hai tay lên bên. Hai tay lên bên. Sẵn sàng chưa? Gõ kiến đâu? Cô gái đâu? Đầu. Đầu. Đầu, đầu gối, bên. Rồi, gõ kiến, gõ kiến. Rồi, hiệp 2, bắt đầu hiệp 2. Tại gì bên này nè, rồi, đây, đúng bắn nhận chưa, sẵn sàng chưa. Bắt đầu nè, bên. Gõ kiến, thắng. Rồi, hiệp 4 nè, 4 nè. Rồi, bạn nhớ bên này thắng. Đó, bên này thắng luôn, bên này thắng luôn. Rồi, gõ kiến. Rồi. Bắt đầu nha, đây là trận chung kết giữa đội gõ kiến và Sơn Ca. Vòng 1 xin được bắt đầu. Đầu gối, tay, tay gõ xuống, vai, vai, bên. Sơn Ca chiến thắng. Vòng 2. Sơn Ca 1-0. Sơn Ca phần 1 rồi. Đặt tay lên bên. Tay lên mây, sẵn sàng chưa? Chú ý, tay lên mây. Đâu? Vai? Đâu? Đâu? Bắn! Nhanh lắm! Rồi, vòng cuối cùng. Đây, everybody. Vòng cuối cùng, final của trò chơi giành bắn. Ông mày, cầu vũ thế nào mọi người? Yeah! Bắt đầu, đâu? Đâu? Mông! Bắt! Ủa, hai bên xong rồi, phép rồi. Rồi, đúng rồi. Mới có mông à, mông đúng rồi. Không phải. Tiếp tục. Anh nó sẽ bị loại ra. Bị loại ra. Đâu? Cái nào mà lấy trước là bị loại ra. Đâu? Mắt! Rồi, bị loại. Mắt mà bị loại, cái người nó bị loại ra, không có tính tới anh nó nữa. Loại là tính loại của anh nó ra. Vai! Vai! Bắn! Rồi, chung kết cuộc thi gõ kiến là thắng ở trên đây. Trời ơi, chơi thì phải gì mà trời ơi, sức mười hai đội còn lại. Hai đội. Hai bàn với lại. Mày muốn ai chứ buộc cái này thì nó là đương nhiên rồi. Đấy, anh xong rồi, em à, cái này là anh quay cái chân nha. Khu vực phía sau. Ai đã quấn xong rồi chúng ta di chuyển xuống dưới mặt đất. Nhập bánh xong lùi ra sau, lùi. Cô gái 2-0. Cô gái. 2-0. Rồi, chào đây, không đây.
không nào? Tính quá. Lượt hai vẫn là không không. Cầu thủ của đội Đại Bàng đang tiến lên sân khấu, đang tiến lên, đang tiến đi giật kích đâu? Chuẩn bị chưa? Đã đều là không được quả nào, không được quả nào. Cho tiếp tục. Quay trở về, quay trở về. Giật giật xa rồi à. Tiếp luôn. Đi cầm chèo cứ đi. Hiện tại qua hai lượt đá là không đều. Vô gốc cây rồi. Đây là cặp này đó. Cố lên. Bên tuấn. Quyết định. Vô. Hết giờ. Nhắc kỹ. Rồi đứng luôn. Hai đứa đi ra đây. Anh Hiếu nha, anh Hiếu, anh phá vừa đó. Ông ta, anh đừng nhớ đến Hà nhé. Rồi nè.
Trời ơi sao mày đấy rồi? Mình dán vô trong người đấy. Cao lên, cao lên, cao lên. Không trùng tay, không trùng tay nha. Ủa, mấy trái, mấy trái bao nhiêu, bao nhiêu, trong bao nhiêu ấy được. Tình thức nào nha. Trời ơi. Rồi xin ra tử ban nà ba. Không lấy hộp lại để làm, hãy lấy hộp để làm chấm điểm. Giữ lại hộp chấm điểm. Giữ lại hộp chấm điểm. Hãy thôi không đành anh, hãy thôi không đành anh. Chấm điểm. Rồi, mấy người lấy người theo quy định. Đúng rồi, cái anh nói rồi. Lấy người nha. Tụi mi. Hô. Bắt đứng thành một hàng. Bên chi mày đừng có mở áo lên tao rối mất này. Hai. Ba. Trời ơi, nó sao sao tao quay đổi. Tao quay tao chạy luôn. Nhãn nhãn nhỏ không tính nha. Nhãn nhỏ không tính. Cái tay đi ra, bỏ tay đi ra. Phải là nhãn lớn nha. Trời ơi. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi. Trời ơi. Quay đi, quay đi, quay đi. 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 Quay đi, quay đi, đội này anh gian quá. Bản thông tin cho ban tổ chức. Anh gian đồng đội bóc anh gian đồng đội không ăn gian không ăn gian. Ra ngoài không. Nhiều quá nha, nhiều quá. Bình tĩnh nha, em ta đi không ăn gian nha. Ừ. Rất là giỏi, thấp xuống chút, thấp xuống chút cho ăn hai mấy cái thằng. Đúng quá mà. Gì vậy, gì vậy? 2, 3, 2, 1 tổ chức. Ờ. Cái nón để ra một cái nón để mà chứng điểm bằng tay. Không phải 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, trái của đội Sơn Ca. Sơn Ca vợ vợ hái Sơn Ca. Sơn Ca rồi mở kiếm nè, mở kiếm, mở kiếm, mở kiếm. Có kiếm, 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 có đời có ai mà đâu? Bạn già. Có hai bà đâu? Bạn già. Bạn già này kéo đi bạn già. Đại đội mình đây, đây đây đại bàn đây mà. Đại bàn đấy, đại bàn. Đại bàn này lúc này tóc bạc kinh luôn. Rồi Sơn Ca đâu? Sơn Ca. Bây giờ còn mấy người? Đủ không? Đủ. Đoàn kết. Sơn Ca đoàn kết. Chúc
thì chúng tôi công bố kết quả, chúng tôi muốn điểm danh xem mỗi đội bao nhiêu thành viên. À, đội nào mà thiếu thành viên nhiều nhất thì sẽ bị trừ 10 điểm. Điểm danh, điểm danh. Báo cáo thì tốt. Đúng, đúng. Sơn ca. Đúng. Khoan, bắn chị Kim Thanh đi cấp hoa. Đây, chị đây, Thanh đi cấp hoa. Rồi, chị Kim Thanh có mẹ. Rồi, đủ luôn. Rồi. Cô lấy. Đúng. Bao nhiêu thành viên? Mày thấy con mày chưa mẹ. Bởi vậy tao không dám bởi chưa chứ. Đâu rồi, tôi đến bài 2, 4, đi, có gì đó là nhiều quá có 9 người từ đầu đến giờ. Ai cuối cùng đâu hỏi kia mà kêu nó vô, nó không vô. Đâu con nào, bây giờ nha, lát nữa đó, 9 người này ra nhổ lông nó. Đúng. Hai câu đó là hai không? Câu đó thuộc của ban tổ không, nó không, nó không của ban tổ chức không, đứa nào từng nhận đâu, ban tổ chức cho ban tổ chức nuôi luôn. Ban rồi đại ban, đại ban bao nhiêu thành viên? Chết mấy? Chết. Tại sao còn chín? Có bao nhiêu đó hả? Tại sao còn chín? Có nhiêu đó thôi. Tại sao có chín trả lời? Hai người mệt. Mệt. Hai. Con nào? Con đi đây rồi. Hai con đi đây. Con chim xương lọc. À, chim xương lọc. Rồi, chấp nhận cho hai con chim đó. Như vậy là chín, chín. Có kiến? 12. 12? Tại sao 12? Đủ 12. Chưa đẻ, chưa đẻ. Chưa đẻ. Đủ 12. Đủ chưa? Đủ 12. Đủ 12. Đủ 12. Đủ 12. Người vỗ tay thật lớn thì đội nó sẽ được cộng 10 điểm. Xin nghĩ con không hả? Con quay chửi. Bây giờ chửi cái gì? Chửi ai tổ chức? Chửi ai tổ chức? Đứng ra đây. Chửi mà còn đi ở bây giờ chửi nó cái gì? Đi tay tay không. Đi tay tay không. Bây giờ còn nói gì nữa không? Chắc không nói đâu, hồi mỏ màu lắm. Chửi tay tay không. Chửi tay tay không. Một đội Sơn Ca. Sơn Ca đâu? Yeah! 35 điểm. Yeah! Đại bàn. Chờ một chút xíu. Cô gái. Yeah! 32 điểm. Bằng nhau. Thôi vậy bằng nhau xóa. Xóa. Rồi chút xíu hai đứa bay ra mới đúng. Cô gái đâu? Cô gái 45 điểm. Ủa đâu? Đại bàn thấy là sót chưa có điểm. Anh đánh đọc lộn. Đại bàn. Sorry, tại vì điểm nó có trên đây mà. Tại vì mấy thằng này nó la quá đọc lại nha. Cú gãy đâu? 35 điểm. Sơn Ca đâu? 35 điểm. Đại bàn đâu? 45 điểm. Và gõ kiến 50 điểm.